mừng tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh YouTube Đào Tạo Online. Với buổi trò chuyện của ta ngày hôm nay, mình sẽ nói về một chủ đề cũng khá là hấp dẫn, và hầu như chúng ta làm ngành nghề nào, lĩnh vực nào, chúng ta cũng đều biết làm được 4 điều này thì các bạn sẽ giúp cho kinh doanh của mình phát triển vượt bậc, và cũng như là những điều bạn mong mỏi nó sẽ đến với bạn một cách nhanh chóng, dễ dàng và nó tiện lợi hơn, và giảm bớt áp lực cuộc sống cho bạn. Các bạn có biết điều gì không ạ? Thì hôm nay trước khi bắt đầu thì Ngọc sẽ chia sẻ lại cho quý vị các bạn một câu chuyện trong bộ sách nổi tiếng Năm Đoạn Kim Cương của bậc thầy là tỷ phú. Thì thầy có nói qua một cái câu chuyện này nó khá là quan trọng rằng như ngày hôm nay bạn nhìn thấy là Ngọc đang kinh doanh mỹ phẩm, là từ hai vợ chồng anh bạn Phương Phú này là anh Huỳnh Thanh Nhân và chị Huỳnh Thanh Tiên, anh ấy mở ra công ty và cho các bạn tặng một câu hỏi là anh ấy bàn là tất cả các bạn chỉ cần mời khách hàng, dẫn khách hàng và tuyển người bán lại thôi, còn những phần còn lại như là nhân viên, nhà máy, xưởng sản xuất, nguyên liệu, thuế, rồi giấy phép kinh doanh, hình ảnh hoạt động, bài đào tạo, rồi tất cả những công cụ để hỗ trợ cho các bạn kinh doanh về hình ảnh, kinh nghiệm, về tất cả luôn, thì hai vợ chồng đều sẽ lo hết. Và nhiệm vụ của tất cả các bạn chỉ là làm việc đơn giản là giới thiệu sản phẩm đến cho khách hàng của mình phù hợp nhất về cái dòng mỹ phẩm NaboliBeauty.com. Thì chẳng hạn như cái chai noãn này, cái câu chuyện quan trọng nhất trong Năm Đoạn Kim Cương là khi mình, ví dụ mình là con người, mình nhìn vào cái hộp này, mình biết đây là noãn thực vật, đúng không ạ? Nó anti 5 thành phần, mình đọc được chữ và mình hiểu đây là mỹ phẩm, đây là cái dòng sản phẩm tốt chăm sóc về da, và nó hỗ trợ chúng ta là trị mụn, giảm thâm nám và trắng sáng da. Và cái quan trọng nhất của cái noãn này là nó sẽ xe khít lỗ chân lông và làm dưỡng ẩm da. Thì người ta ai nhìn ai cũng công nhận, đài truyền hình cũng đã công nhận nó, và mọi người khách hàng sử dụng qua, nhà sản xuất cũng công nhận điều đó, thì đầy đủ hết trơn. Nhưng mà con mèo của mình nó nhìn thấy cái này, mình để trước mặt con mèo nó thấy, nó không nghĩ đây là mỹ phẩm, nó không biết đây là cái gì, nó vồ vập, nó lấy, nó đùa giỡn, nó tưởng đây là cái món đồ chơi của nó. Rồi một người nào đó lạ và chưa từng biết về cái này thì họ cũng nhìn, họ cũng không biết đây là cái gì, họ bắt đầu tìm hiểu. Và vấn đề có phải là nằm ở cái chai noãn thực vật này không ạ? Hay là vấn đề nằm ở chính xuất phát điểm của chúng ta, cái tâm suy nghĩ của chúng ta, mình nghĩ cái điều đó như thế nào thì điều đó nó sẽ như thế ấy, đúng không? Thì Năm Đoạn Kim Cương gửi cho đến chúng ta một câu chuyện, đó là chúng ta phải học cách có chính kiến và giữ vững được lập trường khi mình làm bất cứ một điều gì đó, một việc nào đó, hay là bạn quen, bạn chơi, bạn gái đi, bạn phải tìm hiểu về người đó, bạn phải biết người đó là người như thế nào rồi đã, thì ai có tác động điều gì đó với bạn thì tối thiểu bạn phải tin tưởng anh ta và tin tưởng vào lập trường của chính bản thân mình, tin tưởng rằng mình nhìn nhận, nhìn người như vậy là chuẩn xác rồi, và mình biết anh ta như vậy là được, đối với mình là được, là tốt. Thì chai này mà bạn nghĩ bạn xài tốt thì nó là tốt, đúng không ạ? Thì ai cũng công nhận, như là cô hoa hậu A, cô đã đạt vị trí là vương miện hoa hậu đại dương, hoa hậu thế giới, hoa hậu biển, cô đạt được danh hiệu hoa hậu rồi, cả thế giới thì công nhận, nhưng vẫn sẽ có cái luồng ý kiến là nói cô này không đẹp, cô này như thế này như thế kia như thế nọ. Nhưng mà bản thân cô ấy cũng đã là hoa hậu rồi, vậy thì bạn cũng phải có chính kiến. Ở một môi trường kinh doanh nào cũng vậy, phải cho bạn cái chính kiến trước đã, bạn mới học được cái cách giữ được cái chính kiến của mình, thì những cái đằng sau nó bạn sẽ dễ dàng đạt được hơn. Rồi hôm nay thì Ngọc sẽ tặng cho các bạn một cái chuyện là mình đọc từ trong quyển sách này. Có một thời gian qua có rất nhiều người bạn thắc mắc tại sao khóa học của công ty là 5 triệu, chúng tôi phải vô học vì chúng tôi được điều gì đây. Xin thưa với tất cả các bạn rằng để cho các bạn học ở môi trường bên ngoài, các trường đại học cả nước, thì cứ hơn 10 trường dạy về đại học ngành nghề là bán ngành 1, ngành 2, và các thầy hiệu trưởng và các bộ quan chức của chúng ta thì đều dạy chung chúng ta một điều duy nhất thôi, và ai cứ thể là sinh viên trong trường đều học được, đó là kiến thức về phần cứng, học về cái phần ngành nghề của mình, đó là những cái hiểu biết về chuyên ngành của bạn, đó là cái phần cứng. Còn khóa học trong mình
mình dạy điều gì đầu tiên à? Đó là mình dạy về làm người, dạy làm giàu, dạy về tư duy, dạy về bản lĩnh, giải quyết những vấn đề về cá tính con người. Và mình, cái điều đặc biệt ở đây là những trường đại học mình không có dạy được cái điều đó, và chỉ dạy những cái lý thuyết suông. Trường đại học chỉ dạy bạn tư duy làm thuê thôi. Còn trường dạy cái này là dạy có học NLP. Là các bạn hãy lên YouTube xem cho kỹ những người mà đã đạt được làm thầy, làm trò từ những khóa học đó ra, họ đã xuất sắc bản lĩnh như thế nào. Và hôm nay thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho chúng ta nghe về chủ đề 4 từ. Khi mà chúng ta làm việc được thì chúng ta phải làm được 4 điều này: bạn, bàn, bán, tuyển. Sau đó chúng ta mới bắt đầu dạy. Các bạn có từng nghe qua về câu chuyện khởi nghiệp của một người này khá là nổi tiếng? Thì anh bạn này á, khi mà bây giờ tôi biết á, là anh ta không còn trên đời, nhưng mà những người thế hệ sau trong công ty của anh ta thì đều làm việc rất là tốt. Anh là tỷ phú của một bộ sách nổi tiếng là Con Đường Tỷ Phú. Hai anh bạn đó thì mình lứa tuổi thế hệ mình kêu là hai bác. Thì hai bác đó khởi nghiệp là một công ty đặt tại Mỹ, và khi mà lan truyền ra khắp thế giới thì về lại Việt Nam á, thì nó tên là Amway. Thì họ cũng kinh doanh theo cái hướng này, là nói với một người bạn của mình là tất cả chúng tôi có sẵn hết nhân viên, mặt bằng, điện nước, wifi, rồi nhà máy sản xuất, rồi đội ngũ đào tạo, nhà khoa học, rồi những gì mà chúng tôi lo được hỗ trợ cho bạn hết, rồi các sản phẩm nó mang cái thương hiệu và cái chất lượng nó tốt nhất, uy tín thương hiệu của Mỹ. Cho nên là khi mà bạn là bạn của tôi á, nếu như mà tôi giúp đỡ bạn bằng cách là tôi cho tiền bạn á, thì bạn không thích tôi rồi. Như vậy tôi cũng thấy là bạn thấy không thích, vì có vẻ như tôi không được tôn trọng bạn. Nhưng tôi tặng cho bạn một cái món quà này, nó mang cái giá trị đổi đời của bạn, và mang ít nhất là cũng 10 giá trị trở lên. Khi mà bạn làm việc với nó thì bạn chỉ còn làm một việc rất đơn giản thôi. Rồi từ nhỏ tới lớn, ba mẹ bạn đặt tên bạn là gì à? Rồi bạn tin bạn là con của ba mẹ bạn thì tối thiểu ba mẹ bạn sinh bạn ra, rồi bạn cũng phải biết bò, biết đi, biết lăn, biết nằm, biết khóc, biết cười, rồi biết ăn, biết ngủ, biết những cái đó trước cái đó. Rồi người ta bắt đầu nuôi dạy bạn, thầy cô, trường học, rồi ba mẹ mới nuôi dạy bạn từ nhỏ đến lớn, không? Từ em bé xíu lên tới trung học phổ thông, lên tới đại học, rồi ra đi làm. Thì bạn mới bắt đầu, bạn lựa chọn cho mình những cái mình muốn, yêu thích, ngành nghề, công việc, rồi lựa chọn bạn trai, bạn gái, lựa chọn môi trường sống, lựa chọn kinh doanh, lựa chọn con đường để mình đi, lựa chọn rất nhiều. Nhưng mà có một điều ai ai cũng muốn lựa chọn, là lựa chọn đi con đường làm giàu. Vậy thì khóa học này ở đây, uy tín của công ty 10 năm của thầy đào tạo là hơn 15 năm kinh nghiệm rồi ở tại Cần Thơ. Thì đối với bản thân Ngọc á, thì Ngọc nhìn nhận lại ở đây cái bước làm bạn. Bạn có nghĩa là kinh doanh này của chúng ta á, sẽ giúp cho chúng ta tạo ra môi trường rất là nhiều người bạn. Mình đi đâu mình cũng thấy là bạn của mình hết. Bạn nhiều càng tốt, đúng không? Ở đâu mình cũng thấy toàn là bạn thôi. Mình sẽ gặp được rất là nhiều người thầy hỗ trợ dẫn dắt mình, và bạn của mình giúp đỡ mình vượt qua những cái khó khăn thách thức. Thì kinh doanh này á, sẽ đầu tiên là giúp cho bạn tạo dựng được cái giá trị về con người trước đã. Hôm nay Ngọc sẽ tặng cho các bạn một cái ô vuông. Một cái ô vuông như thế này, là một lát nữa mình sẽ gặp một nhân vật rất là đặc biệt nói về cái ô vuông này, về đạo của cái người trong nghề, đức, tâm, tầm, tướng, tài, vận. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói khai thác kỹ hơn về bạn. Nếu như bạn phù hợp và bạn cảm thấy mình là những người mà đang tìm hiểu một con đường nào đó, mà muốn thay đổi chất lượng cuộc sống của mình, muốn di chuyển đôi chân của mình từ bên trái qua bên phải của kim chỉ đồ của ông Robert, làm cách giả tỷ phú nổi tiếng và viết sách về dạy con làm giàu, thì cái bán ở đây là mình sẽ hãy bán cho họ bất cứ thứ gì, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu mà trong khả năng bạn bán được.
Người bán hàng giỏi thường là họ giàu hơn người người nghèo một tí xíu. Họ giàu hơn là họ biết cái bí quyết bán hàng, bán cho mọi người, bán hoặc tặng, hoặc tặng cái gì đó, hoặc cho không. Thường á là nếu như mà bạn á, tôi đặt trường hợp một người bạn của bạn, bạn quen mà người này á lại là người giàu có hơn bạn, thì bạn bàn cơ hội kinh doanh với anh ta hợp tác và anh ta ok hai bên cùng nhau làm việc tốt chứ. Còn những người bạn này khó khăn, gặp trường hợp là đang đói, đang thiếu tiền, đang thiếu cái gì đó, đang thiếu ước mơ hay đang thiếu hụt cái gì đó trong căn nhà của anh ta, thì bạn chỉ việc giúp đỡ anh ta là bạn hỗ trợ được cái gì thì bạn hỗ trợ thôi. Nếu như là bạn ước mơ rồi, bạn lỡ ước mơ rồi, bạn ước mơ hơi lớn lớn chút xíu đi. Bạn có ước mơ lớn, bạn mới có bản lĩnh, bạn đi làm những điều lớn lao hơn. Vì ước mơ là không tốn thuế. Nhà nước của mình không ai thu thuế cái này hết. Chỉ thu thuế mà ngăn kinh doanh thôi. Nghe đồn là vậy, mà tương lai không biết có không. Nhưng trước mắt á, là bạn biết bạn ước mơ được như vậy á, không tốn kém thì dạy gì mà mình không ước lớn chút xíu. Đó, khi mà bạn bắt đầu, bạn dọn về một căn nhà mới. Tôi có một cô bạn này là rất dễ thương. Cô bạn tên A đi, dọn về một căn nhà mới và trong căn nhà đó của cô ấy không hề thiếu gì hết. Chỉ đầy đủ hết, giường ngủ, chăn ga, gối nệm, tủ, rồi bộ trang điểm, bàn ghế, rồi tranh, rồi phòng bếp, phòng ăn, phòng sách. Chỉ thiếu duy nhất là một chiếc xe ô tô đẹp mà cô ấy khao khát thôi. Cô ấy nói với tôi lại rằng tôi thấy như vậy là tốt quá rồi. Tôi ước là sau này tôi làm tôi sẽ có được cái chiếc xe đó. Vì bây giờ tôi còn cái đôi tay, tôi còn cái đôi chân nè. Từ cái bàn tay bàn chân của tôi sẽ làm để tôi sở hữu được chiếc xe đó. Khi đó tôi sẽ lái. Thì họ biết biến cái mà họ đang có sẽ trở thành cái họ chưa có. Và các bạn có biết không, cô bạn ấy là một người rất là nổi tiếng của bây giờ, là giám đốc Huỳnh Thánh Tiên đó. Thì cô Lan Bơ Khiêu cũng vậy. Khi mà ở Việt Nam có công ty riêng rồi và vận hành tốt doanh nghiệp của mình, rồi khi quyết định là cô rời xứ cô đi, cô qua bển hầu như là mọi thứ là bắt đầu từ con số 0. Thì cô phải gây dựng lại kinh doanh của mình như là mình đã làm ở Việt Nam như thế này, nhưng ở đất Mỹ thì nó lại khác. Bất đồng về giờ giấc, rồi mối quan hệ còn lạ, thì cô phải kết nối. Rồi những cái khó khăn, những cái quá trình mà cô đã đi lên để cô trở thành diễn giả đẳng cấp quốc tế, thì những cái điều đó cô phải vượt qua. Thì cô phải bán được những cái món hàng gì rất là giỏi. Và cái mà tôi khâm phục và yêu quý nhất ở cô Lan đó là cô bán rất hay những cuộc hẹn và những cái chương trình DVD. Ở đây thì Ngọc biết chỉ có cô Lan và anh Ngọc là dạy, tất cả chúng ta là miễn phí hết. Còn những thầy đào tạo diễn giả khác thì buộc lòng là bạn muốn học nghề của người ta bạn phải thu phí. Bạn phải vô là bạn đóng phí người ta mới dạy bạn thiệt lòng. Đúng không? Chỉ có cha mẹ cho bạn là không thôi. Bạn có ăn xài ở với cha mẹ là không tốn gì hết thôi. Rồi ra đường mở mắt gặp ai đó mà lạ là phải có phí rồi. Tình phí, diễn phí. Giấc mộng ban đầu yêu người tuổi mới đôi mươi, em đang đồ trăng tròn. Ngày em qua phố trắng cả đường mòn, lá thư thắm mộng hồng cho mối tình xanh như khúc hát. Khi mà cái góc độ về năng đoạn kim cương, và chúng ta biết là các bạn nhìn nhận nó hay, nó tốt, nó được thì nó là được. Thì trong quyển sách này hôm nay Ngọc sẽ tặng cho tất cả chúng ta là quyển sách đầu tay là Ngọc viết về những vấn đề về kinh tế của những người thầy mà học đã học qua và gặp gỡ gần 10 năm nay. Và trên con đường này Ngọc đã gặp rất nhiều có rất nhiều người thầy đã dạy cho mình rất là nhiều kiến thức quý báu và những kỹ năng kinh nghiệm. Và bây giờ thầy đều đã có những học trò là tổng giám đốc, là những người chủ
công ty như là anh Lý Phương Ngọc, rồi anh Quý Ngọc là có học trò rất là đông, và kinh doanh đa số là anh Minh Adam cũng vậy, cô Lan, thầy Lê Thảm Dương, rồi những anh chị trong những kinh doanh đó, thì đa số là họ kinh doanh để họ dạy bạn để làm việc cho họ, tuyển người và bán hàng cho họ, làm kinh doanh hợp tác với họ. Thì Ngọc thì chú trọng làm việc nó tự do, nó thỏa sức để cho các bạn thoải mái thể hiện được chính bản thân mình tốt nhất. Trong đây có một trang viết như thế này, là khi mà tuyển dụng á, đa số là các bạn sẽ gặp rất là nhiều câu hỏi, nó như là một kịch bản làm việc nó quen rồi, từ A tới Z. Họ chuyên gia họ hỏi bạn những cái gì trong CV mà bạn đã nói để bạn đạt được cái vị trí mà bạn. Đủ thứ, rất có nhiều vấn đề, rồi trong đó vấn đề rất rối nhất là về tình cảm và vấn đề từ chối. Hai vấn đề là thường xuyên rất rối nhất cho mọi người, kể cả ai cũng gặp phải. Khi mà mình bán bất cứ sản phẩm gì thì mình rất là quen nghe về cái câu mà họ nói kéo, họ nói nhường, họ đẩy ngược lại với bạn, họ thăm dò bạn, chứ họ không phải là muốn mua hàng cho bạn nữa. Thì họ sẽ bắt đầu họ đặt câu hỏi ngược lại cho bạn, thì họ đang từ chối khéo bạn đó. Thật sự là họ đang từ chối và họ đang bảo vệ túi tiền của mình, họ đang làm điều gì đó mà bạn lại không phát hiện ra. Thì khi mà Phúc bán, để mà có những điều, những câu hỏi sau đây mình nên nói chuyện và khơi gợi, để cho chung tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể dễ dàng bán hơn, là kéo gần khoảng cách. Như là bạn đã tin tưởng rồi, bạn là con của ba mẹ bạn, bạn là người nhà bạn như vậy, rồi người thân anh chị em họ hàng, bà nội bà ngoại, bên nội bên ngoại, cô chú bác, anh hai anh ba, những người bạn của bạn, những người mà bạn quen biết, rồi bạn tin tưởng như vậy rồi. Nhưng có những người anh hàng lần đầu họ gặp bạn, hay là lâu quá trời rồi họ không gặp, họ không biết bạn như thế nào, thì chắc chắn cái bước bán này nó sẽ khó. Chỗ đó là bạn phải làm cho họ tin tưởng và yêu thích bạn. Tối thiểu là phải 30 giây hoặc 1 phút đầu tiên quen biết bạn, họ phải thích và tin tưởng bạn gì đó, thì lúc đó bạn bán hàng sẽ rất là dễ. Những cái nói đằng sau đó họ sẽ dễ đón nhận, dễ mua hàng, dễ giới thiệu và hài lòng, và dễ tiếp thu, dễ làm việc, dễ hợp tác, dễ đạt được hiệu quả. Bạn vượt qua những đường cái khó đó, những cái ngưỡng khó khăn đó trước, thì từ từ bạn sẽ bắt đầu nó dễ dàng, là do như là nghe tôi Ngọc biết là nếu như có những người bạn coi cái YouTube này thì các bạn sẽ thấy, ủa tại sao hôm nay anh Ngọc làm cái YouTube mà nó nghiêng hình ảnh như vậy, cái phong nền phía sau rất là đẹp. Ngọc cũng xin mượn cái này là cảm ơn anh Hải và chị Thảo, nhà anh chị là kinh doanh shop và sản phẩm theo vi tính. Thì các bạn có biết không, cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ mà mình sử dụng cái máy quay. Khi mà cái người bán cái máy quay này cho mình thì người đó nói rất là tốt, rồi nói rất là nhiều vấn đề, giải quyết cho mình những câu hỏi thắc mắc, rồi mình cũng sẽ mua. Nhưng mà khi sử dụng thì nó lại khác đi, nhưng mà mình vẫn sẵn lòng mình mua, vì mình đã bán, nó bán đúng nhu cầu khách hàng, họ bán được cái mà khách hàng đang thiếu thốn. Rồi tại sao anh Minh Adam và thầy Dương, anh Ngọc cũng chưa bán được gì cho tôi cả, thì vì những cái họ em bán những cái kênh kinh doanh rồi. Nhưng cái ông chủ cây tích này, ảnh lại bán được cho Ngọc chơi cái cây suy bóc. Và mặc dù sản phẩm nó chỉ tới đó thôi, rồi quen một hồi đó, xài một khoảng thời gian thì Ngọc biết là hàng ở chỗ này nó cứ như vậy, nó sẽ nghiêng đi một chút và nó lệch đi một ốc, rồi nó xảy ra những vấn đề. Nhưng mình đã mua thành công, anh ta đã bán được rồi, anh ta đã bán thành công được cái món hàng rất là nhỏ thôi. Và cái giá trị sản phẩm của bạn, cái điều thứ hai mình nói, cái điều gì các bạn có nghiệm nhau không ạ, đó là cái giá trị của bạn phải đáng giá tiền để cho người ta mua. Bán thì bán mà được giá tiền, bán là đúng, bán mà nó đem lại cái sự hài lòng, vui vẻ khách hàng. Bán là tôi cảm thấy tôi bỏ cái tiền ra rồi, tôi thấy quá xứng đáng tiền.
thì cái mức bán bạn thực hiện tốt thì mỗi môi trường sẽ dạy cho bạn một cái cách bán hàng khác nhau. Ừ, có người thì bán giỏi thì người thầy giỏi dạy cho bạn cái cách là chia sẻ cảm nhận tiêu dùng, còn người thầy xuất sắc thì đào tạo lại cho bạn thành thầy nha anh ta. Những người thầy vĩ đại, thầy sẽ đào tạo lại cho bạn cái cách truyền cảm hứng để cho người khác, truyền cảm hứng người khác làm cái điều gì đó họ thích. Cái bước bán thì học sẽ tặng cho cả nhà một cái câu ngắn đoạn trong cái trang 13 của quyển sách này. Thì bạn phải chính hỏi lại mình giỏi được điều gì, mình muốn cái gì. Bạn chưa biết làm sao tuyển người đồng hành, bạn làm mang cái sự lót nhưng lại muốn nhìn người giao việc, bạn đi làm sếp, bạn muốn đánh giá chuẩn xác về năng lực nhân viên, bạn chưa biết cách làm sao để có người yêu, rồi bạn muốn cưới nhưng quên lâu rồi khi nào cưới sẽ được, và bạn sống muốn tích cực hơn, muốn tạo dựng môi trường xung quanh mình toàn là người tích cực, và bạn muốn giải quyết những khó khăn khi mà đi làm, khi mà bước vào doanh nghiệp, bạn thấy xung quanh mình tuyển người vơi đi lại đầy, người đến người đi rất là nhiều, bạn muốn đi một con đường mà thăng tiến cho mình hơn, bạn cần người đào tạo đẩy mạnh về doanh số, bạn cần người biết tuyển dụng, bạn muốn học những phương pháp để giảm stress và tăng khối làm việc. Bây giờ các bạn có biết không, mình đang từ 2 giờ trưa đúng giờ ngọ ba, thì khí hậu ở Việt Nam quanh năm là khí hậu nhiệt đới, ai ai cũng đều biết là 37 độ C, 37 độ độ ít le luôn. Ngọc biết là bây giờ còn có rất là nhiều người đang say sưa trong phòng máy lạnh, đang ngồi hưởng thụ cái bữa ăn rồi đó ở trong công ty, hay là đang ngồi nhâm nhi coi tivi. Nhưng mà sẽ có những người bạn giống như Ngọc, vừa học vừa nói và vừa đi kinh doanh giống như vậy, mình không biết ngơi nghỉ, không biết mệt mỏi là gì. Ngọc có thể dư sức nói hết 3 ngày 3 đêm. Nếu các bạn cho Ngọc một người đánh hàng, một người đánh hàng, một cuộc hẹn tối thiểu thì Ngọc sẽ chốt giá là bình quân là khoảng 500 trở lên. Nhưng mà nếu người bạn đó mà gặp Ngọc lần thứ 3, lần thứ 4 mà người bạn đó vẫn không thay đổi được gì, thì Ngọc nghĩ là khóa học này chúng tôi sẽ bảo hành cho bạn là chỉ trong 6 tháng thôi. Khi các bạn đặt chân mình đến học thì các bạn trong 6 tháng tốt nghiệp, các bạn sẽ được chứng chỉ đào tạo nghề của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các bạn với cái chứng chỉ này, các bạn có thể đi làm ở bất cứ nơi đâu hoặc ở lại công ty cống hiến, và các bạn sẽ được một con đường thăng tiến. Ngành nghề chúng tôi làm, chúng ta cũng sẽ có chung hai con đường để đi. Đi con đường làm trò của người thầy, rồi các bạn cũng phải bán hàng, phải tuyển dụng, hoặc là muốn lên sếp thì phải giỏi về cái gì đó đáp ứng tiêu chí công việc chúng ta đề ra. Rồi cái con đường thứ hai là con đường bạn tự lập startup, bạn làm cái gì khởi nghiệp của riêng bạn, mang cái thương hiệu riêng bạn, làm nhắc tới thương hiệu đó là biết là bạn, rồi nhắc tới VinFast, VinFast, VinMed, Vin, cái gì có chữ Vin là biết là tỷ phú bạn nghiệp vụ, rồi nhắc tới hài quảng cáo là biết ngay là anh thành lập, nhắc tới những cái gì đó mà nó đặc thù, nó mang cái riêng của bạn, thì con đường thứ hai rất nhiều người đi. Họ nhắc tới cô Phan là biết anh chàng này làm startup ở trong ốc Hyundai mở ra cô Phan. Nhắc tới là cái đặc điểm nào đó, cái doanh nghiệp của bạn đang vận hành. Nhắc tới CRM là biết ngay là diễn giả Lê Hoài Phương. Rồi nhắc tới cái gì đó. Thì cái bước bán này, tại sao sản phẩm của tôi là kinh doanh nó hoàn toàn là đáng cái tiền mà nó phù hợp với mọi người, mọi tầng lớp lứa tuổi luôn. Vì nó ưu việt hơn những cái hãng sản phẩm khác nè. Các bạn có phải nghe Ngọc nói cho kỹ rồi cảm thấy đúng thì mua, đến tham quan văn phòng thích thì vào khóa học, không thích thì thôi, giới thiệu cho Ngọc những người bạn khác cũng tốt, giới thiệu học viên và những người làm việc chung dự án cũng rất là tốt, Ngọc rất cảm ơn. Thì cái sản phẩm này, cái ưu việt á, hơn mỹ phẩm, hơn bất động sản, hơn bảo hiểm, hơn nhiều lĩnh vực khác. Sản phẩm chúng ta có giá trị nhân bản cao, sản phẩm dễ kinh doanh, dễ đón nhận, vì là khóa học dễ đón nhận, ai cũng thích học, ai cũng tò mò, cũng muốn học cái gì đó để mình tiến bộ hơn, để mình đi con đường nó làm giàu hơn, nó làm cho người ta đi lên cái tầm cấp bậc sống mới hơn.
hơn. Bạn biết bạn bước lên được một cái chiếc Innova và bạn sẽ thích cái cảm giác ngồi lái VinFast hoặc là đi lên rồi. Bạn biết BMW thì bạn cũng sẽ biết cái cảm giác chạm được cái remote của anh Nissan đi. Yeah. Thì cái giá trị thứ hai, sản phẩm không hạn sử dụng, bảo hành cho mình cho hết thời gian mình làm việc tại văn phòng thôi. Sản phẩm thứ ba là cái giá trị của nó là nó vô hình hoàn toàn, nhưng mà lại quyết định cái hữu hình. Nó quyết định, nó không phải là duy tâm duy vật, mà nó vô hình, mà nó giúp cho bạn định hình là bạn có ước mơ gì trong cuộc sống, bạn muốn chinh phục cái điều gì, bạn muốn làm được cái điều gì, bạn mong muốn đi đến những nơi nào, bạn muốn gặp gỡ những ai, bạn tự quyết định cho bạn cuộc sống của bạn là như là đã không phụ thuộc rồi. Cái rất nhiều giá trị khác nữa, và cái quan trọng hơn là sản phẩm của mình hoàn toàn là nó xứng đáng vì được sản xuất là có thầy cô đội ngũ đàng hoàng, có những thành phần tham gia rất là top ở Cần Thơ rồi, và mình là đội tiên phong. Vì như Ngọc đã phân tích lúc nãy, ở cả nước mình thì chỉ dạy cho bạn cái phần kính, là cái phần như là tảng băng trôi. Nhà văn Hemingway đã phân tích cho chúng ta thấy là khi mà bạn đi học đi làm, con người ta cũng như một tảng băng trôi, bạn chưa được người thầy đó khai thác được và giúp đỡ bạn đi được cái con đường dạy con một khóa học, thì bạn mãi mãi bạn sống như là một tảng băng trôi, chỉ có 30% là người giỏi, còn 70% còn lại phải cần đến một người thầy biết truyền lửa, truyền năng lượng để cho bạn giỏi bản thân, giỏi cống hiến và giỏi về cái lĩnh vực nào đó của bạn đi. Cái điều thứ tư, sản phẩm này hoàn toàn là có thể là nhượng quyền lại được. Bạn có từng nghe qua về trademark, nhượng quyền thương hiệu rồi, rất là đông người đang làm đúng không? Ở Việt Nam hầu như là rất đại trà, mình phải lựa chọn công ty để mình kinh doanh, và cái sản phẩm thì đa số là mỹ phẩm, thực phẩm, rồi hiếm cái doanh nghiệp nào mà kinh doanh trademark cả khóa học. Trademark khóa học là đòi hỏi ở doanh nghiệp đó là phải được sở công nhận, và các trường học và các công ty đào tạo họ đã đi qua, họ đào tạo được và họ công nhận đây là một điều bản quyền. Cái khóa học này ở sản phẩm nó đắt giá và xuất sắc, nó được bản quyền thương hiệu rồi. Cho nên tất cả chúng ta khi trademark khóa học đó, thì mình hoàn toàn trước khi làm được cái điều này, bạn phải cho mình là người học trò giỏi, phải học được hơn nhiều điều để bạn có thể cầm cân nảy mực bạn đứng lớp. Vì những điều tích cực bạn mang đến, bạn gieo được những hạt mầm tích cực được như thế nào, bạn sẽ nhận lại cái hệ sinh thái xung quanh bạn như thế ấy. Nên bạn muốn bán cái sản phẩm nào thì ở đây